Mở đầu video hôm nay thì mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người một ngày mới an lành và hạnh phúc. Ngứa răng lắm mà. Đây là bé ngu. Đây là con mèo nịnh. Trời, hai trái khổ qua hôm nay bùi chán rồi. Sao lắm hả? Tự cái hộp, cái cây phải mà thảy hộp tươi chơi vậy đó mà lại có trái ăn thiệt. Rồi anh con nâu kìa. Làm gì trời? Làm gì vậy? Ui. Ôi, ăn vậy? Cái ngủ làm vậy đó. Đây mới ra được trái nữa. Trái này thì mới bọc vô nè, mới bọc hai bữa nè. Thế giờ kia nó cũng nhanh lớn lắm. Mới đây sắp có khổ qua ăn nữa rồi. Ngoài đây nó ra mấy trái nữa. Nói nhà mình lại ăn canh chua nữa rồi. Có khi nào mình ai lấy da ua nấu canh chua không ta? Trời ơi, nghĩ sao trời? Da ua nó cũng chua. Da ua nấu canh chua. Nghe nó dần không? Không, mình ăn nghĩ nha. Nghe nó dần không? Ăn kiểu mới lạ. Mua con cá chê đó, lấy nửa khúc chiên làm mắm gừng, còn nửa kho mấy thứ là nấu canh chua măng chua. Thank you.
Bên đây là ớt kho xả ớt. Bên đây là cá chê phi nấu măng chua. Cái ớt này mình nấu măng chua cũng rất là ngon nha. Này nấu cá chê phi. Cá chê phi thì nó bự, thịt nó không ngon bằng cá chê trắng hay là cá chê vàng, nhưng mà con bự thịt nó cũng ngon. Dẻ. Con nhỏ thì thịt nó không ngon. Vô thịt này dẻ rồi nè, tốt nhất rồi. Còn miếng mà chiên, chiên dầm mắm gừng, ớt nó để chiều á. Buổi sáng thì ở đây vắng lặng, còn ngoài thì còn chị Vinh. Ông ngoại thì đi vòng vòng sớm chơi ở nhà cô Sáu. Bé Quyên thì đi học, tụi nhỏ cũng đi học. Em sử dụng rau muống với lại đậu bắp. Thường ăn cái món nấu măng chua này ưa bắt cái lẩu nhỏ nhỏ giống rau. Tại nay cũng không có ai nhiều cho nên bỏ vô chung hết, nấu canh chua như canh chua vậy ăn luôn. Rồi bây giờ tới món cuối chiên nha. Sơ dầu thấy đục đục vậy. Em bỏ bột á, bỏ miếng bột mì. Tôi đừng văng ha. Nay nhà mình nấu mấy món đơn giản bé bé, rất ít không cho nên không có nấu bếp củi. Sau một lúc thì cá chê nó đã vàng này. Cái này tại chiên nó vàng chứ không phải là thịt cá nó vàng. Cái trái ớt của mình bữa nay nó muốn chín rồi nè. Nó đổi màu rồi. Hy vọng là nó sẽ không có bị dồi, bị sâu à. Nó ra mấy trái con này, thấy cưng không? Gần tới hè rồi, mấy cái chôm chôm nó ra lá non với lại bông. Năm nay thấy lá non chứ bông ít quá. Bông nó có mấy chùm thôi. Còn cái cây phía bên đây thì không thấy lá non, cũng không thấy bông luôn. Cái này là bông bưởi. Đây nó có mấy trái con à, thấy cưng ha. Bữa nay không có trái nào chín hết. Trái này bị héo, bị thối rồi. Cái này chắc hư luôn à. Đi ra hay tắt vô làm nước mắm. Trái nhiều lắm luôn á. Sẵn mình thấy mấy trái ớt luôn. Cá chê thì mình phải ăn với lại nước mắm gừng mới ngon. Còn cá chê, cá cha ăn với nước mắm gừng thúi á. Cũng đâu có thúi gì, tại do làm sao. Sao nhiều người nói đó kỹ. Kho bỏ gừng. Kho hả? Không phải là nước, ăn nước mắm gừng. Ồ, cá cha chiên ăn mắm chua ngọt, ngon.
mình chế thêm tí xíu nước cho nó hơi loãng loãng. Nặng tắt. Anh hái hết luôn chưa? Chờ tắt cho nó loãng nghe chứ. Nó chín. Tắt chín trơn ha. Tắt chín này mới làm mất được. Làm mất nó mới vàng hực. Còn màu xanh á thì làm nó ra màu màu sạm sạm. Nó đâu có vàng. Vậy nè, nó vàng vậy nè. Ba trái đi. Mình chế thêm tí xíu nước. Nó bị đặc quá à. Để có nước mình chấm trộn vô mới ngon. Chế nước nóng vô nó tan đường luôn. Rồi bây giờ tới ăn cơm. Rồi mọi người cùng ăn cơm với mình nhé. Cá chê chiên mắm gừng. Cá chê nấu canh măng. Hết có xả thì món đó thường chiều mình ăn nhưng mà về dọn ra luôn cho thấy hoành tráng như thế. Rồi mời mọi người ăn cơm. Có chê mắm gừng. Chê vàng này mới ngon. Cá bầu. Thảo. Nó giờ chưa. Ơi. Chưa ăn cực ăn cũng biết ăn nữa mẹ chị con cơm. Miếng măng, gì miếng măng. Chưa kịp ăn thì ăn mà ớt. Gần ai ăn ớt không vậy? Những chú cá hối hận cái da dày ớn hồn cỡ cả mình. Bằng cá mình công 2 kg á. Cá mình không cầu mới thọt xuống kéo nó quát nửa cầu. Quá vậy bạn. Nào bắt cái dính con cá chê ra. Nấu gì vậy? Không biết nấu gì rồi đó. Chê cũng còn mấy con. Cá bảo hả? Con vàng vàng á. Có con vàng tư, có tư. Có con có tư. Con cá lắm mình thả xuống còn thôi. Con bẩm là cửa sổ làm bằng cây rồi nó dán cái giấy cho nhẹ chứ không có làm mình sắt nhưng mình có gì chả không được chứ là nó đè. Tây có một tỉnh rồi vừa núi mình một giờ vừa núi vừa biển anh biết không? Ở đây hả? Ở đây rất Bình Giang
cái lẻ cái chê ăn mắm gừng, còn vịt còn con hai chân thì vịt ăn mắm gừng, còn con bốn chân con ăn mắm gừng. Nên ngán vậy bốn chân con vịt con gà bốn chân với con heo con bò à. Con nào hai chân hai tay ăn mắm gừng. Nãy giờ mình không để ý, mới ăn cơm xong nhìn ra thấy cái chậu bông 10 giờ bữa nay nó nở ra được 3 màu. Cái màu này thì nó tàn rồi, màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Bông này mình không thấy màu xanh nữa.